Xin chào các em học sinh, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 30, trang 67, sách giáo khoa, toán 7, tập 2 Đề bài đó là cho G là trọng tâm tam giác ABC Ở đây cô đã vẽ tam giác ABC Vẽ G là trung tâm Thì ta sẽ lấy giao của hai đường trung tuyến Thì sẽ được trọng tâm G Tiếp theo, trên tia AG lấy điểm G phải Sao cho G là trung điểm của AG phải có nghĩa là Ta sẽ vẽ đoạn AG bằng với GG' như hình vẽ của cô. Tiếp theo là đề bài so sánh các cạnh của tam giác BGG' với các đường trung tuyến của tam giác ABC. Như vậy để so sánh được thì bây giờ cô sẽ đi gọi các trung điểm để có các đường trung tuyến của tam giác ABC được chưa? Đầu tiên là cô sẽ đi gọi Yeah. Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm, lần lượt là trung điểm, trung điểm của BC, CA và AB sau khi chúng ta gọi xong việc tiếp theo của chúng ta sẽ là đi so sánh các cạnh của tam giác bgg G với các đường trung tuyến là am ce và bn thì các bạn chú ý cho cô ở đây chúng ta có thể dễ dàng so sánh được các đoạn thẳng sau như ta nhìn thấy là ta sẽ so sánh được ag với gg phải luôn bn với gn sau khi chúng ta so sánh được bg thì chúng ta biết nó là đường trung tuyến bn còn duy nhất đó là cạnh g phải b thì chúng ta sẽ phải đi xét hai tam giác bằng nhau để chúng ta có thể so sánh được chúng ta sẽ so sánh g phải b với đường trung tuyến ce từ đây thì chúng ta sẽ suy ra là chúng ta sẽ đi xét hai tam giác cmg và bmg bởi vì hai tam giác này chúng ta có góc hai góc này đối đỉnh gm bằng mg cm bằng mb từ đây chúng ta sẽ so sánh được cg với gb mà so sánh được gb với cg thì sẽ so sánh được với ce như vậy là chúng ta đã so sánh được cạnh còn lại với đường trung tuyến ce từ đây, cô cùng các bạn sẽ đi vào lời giải chi tiết. Đầu tiên thì là ta có G là trọng tâm tam giác ABC. Chúng ta sẽ suy ra là GA bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến AM. Mà ta cũng có GA bằng với GG phẩy. Do G là trung điểm của A, G phẩy. Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được là G, phẩy bằng 2 phần 3 AM như vậy chúng ta đã so sánh được một cạnh của tam giác đó là gg phải so với độ dài đường trung tuyến của tam giác abc đó là đường trung tuyến am tương tự như vậy chúng ta xét sang cạnh tiếp theo đó chính là cạnh bg thì cũng có vì g là trọng tâm trọng tâm tam giác abc nên chúng ta sẽ suy ra được luôn đó là BG bằng 2 phần 3 BN. Đó. Cạnh BG của tam giác BGG vậy. Đường trung tuyến BN của tam giác ABC. Như vậy chúng ta đã sang cạnh thứ hai. Giờ chúng ta chuyển sang cạnh thứ ba. Cạnh thứ ba là chúng ta sẽ so sánh G phải B với độ dài đường trung tuyến còn lại đó là CE. Mà như cô nói là chúng ta sẽ đi xét tam giác CMG và BMG phải Hai tam giác này bằng nhau để có g phải b bằng với cg. Cg thì lại so sánh với ce. Để so sánh hai tam giác này bằng nhau thì chúng ta đã có hai góc m1 bằng với m2 đối đỉnh rồi. cm bằng với mb do m là trung điểm của bc. Như vậy chúng ta cần chỉ ra một cạnh bằng nhau nữa đó chính là gm bằng với mg phải. Vì G là trọng tâm Tam giác ABC Từ đây chúng ta sẽ suy ra GM bằng 1 phần 3 AM mà GG' bằng 2 phần 3 AM từ đây chúng ta sẽ suy ra Mg' phải cũng bằng 1 phần 3 Am. Bởi vì ta có Gg' thì bằng Gm cộng với Mg'. Mà Gm bằng 1 phần 3 rồi, tổng là 2 phần 3. Thì suy ra đoạn còn lại cũng sẽ là 1 phần 3 Am. Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra là Mg' bằng với Gg, Mg'. Phải suy ra m là trung điểm gg G phải sau khi đã có mg bằng với mg phải chúng ta sẽ đi xét hai tam giác bằng nhau xét tam giác cmg và tam giác bmg phải có chúng ta có là gm bằng với g phải m chứng minh trên góc m1 bằng với góc m2 do đối đỉnh cm bằng với bm do m là trung điểm của cb Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra tam giác CMG bằng với tam giác BMG'. Theo trường hợp cạnh góc cạnh. Các bạn lưu ý cho cô, cô vừa chứng minh GM bằng với MG', góc M và cạnh CM bằng với MB, có nghĩa là góc của cô đã xen giữa hai cạnh rồi. Như vậy đây chính là trường hợp cạnh góc cạnh đã đảm bảo được yếu tố góc xen giữa hai cạnh hai tam giác này bằng nhau thì cô sẽ suy ra được là CG bằng với BG phải đây chính là hai cạnh tương ứng mà chúng ta có CG thì sẽ bằng 2 phần 3 CE do G là trọng tâm. Tam giác ABC. Thì từ đây chúng ta cũng suy ra được là BG phải cũng sẽ phải bằng 2 phần 3 CE. Như vậy là chúng ta đã so sánh được cạnh GG phẩy này, gg phải với đường trung tuyến am cạnh bg so với đường trung tuyến bn đây hai đấy ba đó là cạnh còn lại bg phải so sánh với đường trung tuyến ce như vậy là chúng ta đã so sánh xong ba cạnh của tam giác bgg phải với ba đường trung tuyến của tam giác abc và chúng ta thấy được nó đều ra kết quả là bằng 2 phần ba như vậy chúng ta ghi một câu kết luận cho cô vậy mỗi cạnh của tam giác vậy mỗi cạnh của tam giác BGG phải bằng 2 phần ba đường trung tuyến của tam giác ABC. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B đề bài yêu cầu so sánh các đường trung tuyến của tam giác BGG' với các cạnh của tam giác ABC. So sánh các đường trung tuyến của tam giác bg với các cạnh của tam giác a b c như vậy bây giờ cô sẽ phải đi vẽ các đường trung tuyến của tam giác bg ở ý trên thì chúng ta đã chứng minh được m là trung điểm của gg như vậy chúng ta đã có một đường trung tuyến rồi như vậy giờ chúng ta sẽ phải vẽ hai đường trung tuyến còn lại ở đây thì cô sẽ gọi Chúng ta chuyển sang ý B. Ý B. Cô sẽ gọi Y là trung điểm của cạnh GB. K là trung điểm của cạnh G phải B. y B. gọi y là trung điểm của GB K là trung điểm của G phẩy B Như vậy, bây giờ cô sẽ cần đi so sánh GK với g phải b bm với ba cạnh của tam giác abc đó là ac ab và bc thì ở đây chúng ta có thể so sánh được ngay đó là cạnh bc với độ dài đường trung tuyến là bm như vậy chúng ta sẽ đi so sánh ý. cạnh đó trước ta có M là trung điểm của BC. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được luôn là BM bằng 1 phần 2 BC. Tiếp theo, cô sẽ đi so sánh độ dài đường trung tuyến G phải Y với cạnh ac của tam giác thì nhìn vào hình thì chúng ta không thể so sánh được ngay như ở độ dài bm với bc được mà ở đây chúng ta thấy g phải Y sẽ so sánh với na bởi vì chúng ta sẽ dự đoán là tam giác g g phải i sẽ bằng với tam giác g an đây chỉ là dự đoán và biết là dự đoán của chúng ta đúng hay không thì chúng ta sẽ phải đi xét hai tam giác ở đây thì cô sẽ xét tam giác G, G phải Y với tam giác G, A, N. Thì ở đây cô thấy có là góc, hai góc G này đối đỉnh nhau là bằng nhau rồi. Chúng ta có G là trung điểm của A, G phải y là giả thiết cho. Như vậy chúng ta đã có cạnh một cạnh và một góc rồi. Như vậy bây giờ cô sẽ phải đi chứng minh thêm. Đó là cô sẽ đi chứng minh cạnh NG bằng với cạnh G, GI thì chúng ta thấy dễ dàng chứng minh bởi vì do g là trọng tâm tam giác ABC thôi. Từ đây cô cùng các em sẽ đi vào trình và bày là giải thích như sau. Vì g là trọng tâm tam giác ABC suy ra là NG bằng 1/3 BN IG thì là bằng 1 phần 2 GB mà GB cô thay GB GB thì chính là bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến BN như vậy là IG của chúng ta cũng bằng 1 phần 3 BN Từ đây thì cô suy ra là NG bằng với GI. Như vậy là cô đã đủ cạnh góc cạnh rồi. Như vậy cô bây giờ trực tiếp sẽ đi xét hai tam giác thôi. Xét tam giác NGA và tam giác IGG phải có ng bằng ig chứng minh trên góc nga bằng với góc igg phải, hai góc đối đỉnh và cạnh còn lại bằng nhau đó chính là GA bằng với GG phải do giả thiết. Từ đây thì cô sẽ suy ra tam giác NGA bằng với tam giác IGG -G phải theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đây thì cô sẽ suy ra được là NA bằng với cạnh IG Hai cạnh này chúng ta đang cần xét là bởi vì chúng ta đang cần so sánh độ dài đường trung tuyến g phải y với cạnh của tam giác ABC nên cô sẽ phải lấy cạnh y g bằng với cạnh NA. Từ đây thì suy ra y g bằng 1 phần 2 AC do N là trung điểm của CA. Đó. như vậy là chúng ta đã so sánh được đường trung tuyến tiếp theo tức là ig phải nhé chúng ta đã so sánh được đường trung tuyến tiếp theo là ig phải như vậy bây giờ còn một cạnh và một đường trung tuyến nữa đó chính là đường trung tuyến gk và cạnh ab và chúng ta nhìn thấy chúng ta cũng không sắc so sánh được trực tiếp như vậy cô vẫn lại phải tiếp tục đi xét tam giác ở đây thì cô sẽ đi xét tam giác g G, K với tam giác A, G, E thì hai tam giác này chúng ta có duy nhất mỗi là AG bằng với GG phẩy Như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải đi chỉ ra thêm cạnh và góc hoặc cạnh nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ trường hợp cạnh góc cạnh bởi vì chúng ta đang cầm một cạnh nữa bằng nhau mà nên chúng ta sẽ không thể sử dụng trường hợp cạnh 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 được ở đây thì chúng ta có một giả thiết nữa đó là chúng ta vừa có gg g phải bằng với 2 phần 3 ce ở ya mỗi cạnh của tam giác bgg phải bằng 2 phần 3 độ dài đường trung tuyến như vậy là chúng ta có g phải b là bằng với cg từ đây chúng ta sẽ có là G phải K sẽ bằng 1 phần 2 CG Mà chúng ta cũng có G e là bằng 1 phần 2 CG Như vậy chúng ta lại đã có là G e bằng với G phải K rồi Như vậy chúng ta lại có thêm hai cạnh rồi Như vậy chúng ta chỉ cần chỉ ra một góc nữa bằng nhau Đó chính là góc xen giữa Góc G này Và góc G phải này Hai góc này bằng nhau Thì cô sẽ đi chỉ ra đường thẳng CE song song với G phải B là dựa vào vừa nãy chúng ta đã chứng minh được hai tam giác bằng nhau. Vừa nãy chúng ta đã chứng minh được hai tam giác CMG bằng với BMG phải ở ý A từ đây chúng ta sẽ suy ra góc C này bằng với góc B này hai góc tương ứng mà hai góc này ở vị trí so le trong nên là CG sẽ song song với G phải B Hay chính là CE song song với G phải B Mà hai đường thẳng này song song thì suy ra Góc G này của cô và góc G phải này bằng nhau Bởi vì nó là hai góc đồng vị Từ đây cô sẽ cùng các bạn đi vào trình bày lời giải chi tiết của bài toán này như sau Bây giờ chúng ta sẽ trình bày cặp cạnh còn lại như sau Bây giờ cô sẽ đi chứng minh góc C1 bằng góc B1 trước thì cô có hai đường thẳng song song Từ đấy suy ra góc G của cô bằng với góc G phải Vì tam giác CMG bằng với tam giác BMG phải Chứng minh trên Từ đây cô sẽ suy ra góc C1 bằng góc B1 Mà hai góc là so hai góc so lê trong từ đây thì cô sẽ suy ra cg song song với bg phải hay nó chính là ce song song với bg phải mà hai đường thẳng này song song thì cô sẽ suy ra được góc AGE sẽ phải bằng với góc GG'B phải B Mở ngoặc đây là do hai góc đồng vị. Rồi, bây giờ cô sẽ đi chứng minh. GE bằng với G phải K nữa là xong. Ta có G phẩy B bằng 2 phần 3 CE. Từ đây thì suy ra G phẩy K bằng 1 phần 2 CE g phải b và bằng 1 phần 2 nhân 2 phần 3 ce cô thay g phải b là bằng 2 phần 3 ce 1 phần 2 nhân 2 phần 3 là còn 1 phần 3 ce mà GE cũng bằng 1 phần 3 CE. GE cũng bằng 1 phần 3 CE. Từ đây thì cô sẽ suy ra được là G phải K bằng với GE. Như vậy cô đã đủ 3 yếu tố. Đó là GE bằng với G phải K, AG bằng với GG phải K góc age bằng với góc g g phải k và góc này đã nằm xen giữa hai cạnh từ đây thì cô sẽ suy ra xét hai tam giác bằng nhau luôn xét tam giác age và tam giác g g phải k có AG bằng với GG phẩy do giả thiết góc AGE bằng với góc GG phẩy B chứng minh trên G phẩy K bằng với GE cũng vừa chứng minh trên từ đây thì cô sẽ suy ra tam giác AGE bằng với tam giác G G phải K theo trường hợp cạnh góc cạnh từ đây thì suy ra là GK sẽ phải bằng AG hai cạnh tương ứng mà chúng ta có ag cô sửa lại nhé ở đây sẽ là ae bằng với g phải gk như vậy là gk bằng với ae nhé không phải ag Đấy. mà chúng ta có ae thì bằng 1 phần 2 AB Từ đây thì cô sẽ suy ra được là G cạn sẽ bằng 1 phần 2 AB Như vậy ở ý B này thì chúng ta đã chỉ ra được các đường trung tuyến so với các cạnh Đó chính là cặp thứ nhất đó chính là MB so với BC Đây cô ký hiệu là 4 Thứ hai là chúng ta có IG' so với cạnh AC. IG' so với cạnh AC. Đây, đây chính là 5. Và cuối cùng là đường trung tuyến GK so sánh với AB. Đây chính là số 6. Chúng ta thấy này, 4 5 6 của chúng ta. Chúng ta thấy độ dài đường trung tuyến đều bằng 1/2 các cạnh của tam giác, được chưa? Như vậy chúng ta kết luận đó là vậy độ dài đường trung tuyến của vậy độ dài mỗi đường trung tuyến của tam giác bgg đều bằng một nửa Độ dài cạnh của tam giác ABC. Độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC mà song song với nó. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 30 trang 67 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.